Xin kính chào các bạn và các vị. Ở đây mình đang có hộp của chiếc Meizu MX5, nhưng các bạn cũng đã nhận ra là nó là hình chữ nhật, không phải là hộp hình vuông. Đây là chiếc MX5 hàng chính hãng, và hôm nay mình xin được mở hộp ra cho anh em chiêm ngưỡng hàng độc này. Trong cái cách thiết kế đóng hộp của họ cực kỳ hay. Ban đầu lấy ra không biết cái điện thoại đâu, hóa ra để trong một cái y như một quyển sách. Các bạn có thể lật ra các trang, và các trang này sẽ giới thiệu các tính năng của Meizu MX5, và cuối cùng mới đến cái máy phiên bản màu trắng bạc của mình. Ở bên dưới hộp thì mọi người sẽ có các phụ kiện cơ bản như là xác nhận sử dụng, chúng ta que chọc SIM, mọi người sẽ có cục sạc và các cái nối micro USB. Lưu ý là sản phẩm này không đi kèm với tai nghe. Và đây là toàn bộ phụ kiện có bên trong của chiếc Meizu MX5 hàng chính hãng. Và chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc Meizu MX5. Nó được bán ở phân khúc cận cao cấp, và hiện nay mọi người có rất nhiều sản phẩm để lựa chọn. Vậy thì MX5 có những điểm nổi bật sau. Thứ nhất, nó làm từ kim loại nguyên khối, rất đẹp và rất đã. Khi sờ vào thì cực kỳ là mát tay, một cái mùa đông ở Hà Nội này thì sướng lắm. Bên cạnh phải sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng cũng làm từ kim loại, thải con giáp bấm tốt và nó không tạo ra âm thanh quá khó chịu. Bên dưới mọi người sẽ tìm thấy cổng sạc này, chúng ta sẽ có loa ngoài và mic thoại của nó nằm đây. Bên trên có sắc cắm tai nghe 3.5mm và một mic phụ thứ hai hỗ trợ cho việc quay phim. Meizu MX5 trong điểm nhấn thiết kế của nó thì có một đường diamond cut chạy dọc theo cái phần thân máy, nơi tiếp xúc giữa phần viền xung quanh và màn hình. Ở đây thì hơi tiếc là nó không được làm màn hình cong 2.5D mà làm màn hình phẳng hoàn toàn. Ở phía bên cạnh trái sẽ có khay đựng SIM của chiếc máy này. Màn hình của nó là kích thước 5.5 inch, độ phân giải Full HD và sử dụng công nghệ AMOLED. Như vậy là ngoài Samsung ra, chúng ta đang thấy là các nhà sản xuất đang sử dụng màn hình AMOLED nhiều hơn, đem lại cho mọi người những cái trải nghiệm là màu sắc của nó tươi hơn, rực rỡ, khả năng hiển thị ngoài trời tốt và góc nhìn tuyệt vời. Tuy nhiên trên chiếc Meizu MX5 thì có cái màn hình hơi ám vàng một chút. Ở đây mình đã chỉnh nhiệt độ màu sang cái tông lạnh rồi, nhưng mà nó vẫn hơi thể hiện cái mức độ ám vàng rõ rệt. Đây thì có thể là sẽ hỗ trợ cho cái việc khả năng hiển thị trong buổi tối tốt hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có một số điểm cần phải lưu tâm khác với lại cái phiên bản sách tay. Đầu tiên là nó có đầy đủ tiếng Việt cho mọi người, chứ không như bản sách tay là chỉ có tiếng Anh hay là tiếng Tung ấy, tiếng Trung, các bạn phải mày mò thì cái này có tiếng Việt. Và một số cái dịch vụ như là chúng ta không có cái bộ thay đổi theme trên toàn hệ thống, vì cái bộ theme này thì nó sẽ là nội địa. Thế nên mà sang bản chính hãng chúng ta sẽ bỏ cái đấy đi. Và mọi người sẽ thấy là giao diện lên chơi của nó vẫn rất quen thuộc với các icon bày ra màn hình home screen. Với giao diện Flyme OS dựa trên Android 5.0.1 thì cái hiệu năng của Meizu MX5 là rất tốt, nhanh, mượt và ổn định. Đây là một trong những cái điểm mạnh mà Meizu vẫn đang làm được. Nếu mà so sánh trong cùng tầm giá này có với cấu hình như nhau thì sản phẩm của Meizu luôn lợi thế cái giao diện mượt mà hơn nhờ cái Flyme OS này. Và ở đây thì chúng ta sẽ đi kèm với cảm biến vân tay lên phím home. Mọi người có thể sử dụng máy bằng cách là chúng ta mở máy lên như thế này. Tất nhiên trên cái Flyme OS này rất tiếc là chúng ta không có vân tay theo cái kiểu là mở không cần mở sáng, mà chúng ta vẫn phải bấm. Sau đó là vân tay sẽ đọc được, và tốc độ đọc thì rất nhanh. Đó, các bạn chỉ cần đặt vào, nhấc ra là có thể mở được. Và cái vân tay này cũng đóng vai trò là phím back, chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ quay trở về màn hình trước. Vuốt từ dưới lên, mọi người sẽ ra trình đa nhiệm. Camera của Meizu chính là điểm nhấn lớn nhất của nó, hỗ trợ khả năng lấy nét bằng laser tương tự như mẫu LG G3 hay là LG G4. Phần camera này thì cho phép vuốt qua vuốt lại để chuyển qua những chế độ chụp ảnh và quay phim, nhưng người dùng cần thì có thể chạm trực tiếp vào bên trên để chuyển nhanh. Và ở đây thì điểm nhấn của nó đương nhiên vẫn có khả năng phơi sáng lên tới 20 giây, và mọi người có thể chỉnh ISO, EV, lấy nét thủ công. Và đây là nó có tùy chỉnh các cái độ phân giải quay phim tối đa lên tới 4K. Nhìn chung là với Meizu thì họ nhấn mạnh và tập trung nhiều về camera của chiếc smartphone của mình bán ra thị trường. Còn đây là camera trước của nó, thì mọi người cũng có chế độ chụp ảnh thủ công này, cũng có làm đẹp này, ôi ôi, chụp xóa phông các thể loại á đậu. Chụp ảnh camera trước cũng có phơi sáng lên tới 1 giây luôn, phải nói là quá bá cháy. Và như vậy là mình đã có một bài trên tay chia sẻ với các bạn về chiếc Meizu MX5. Nếu các bạn chỉ biết thì cấu hình nó giữ nguyên với vi xử lý là Helio X10, mọi người sẽ có 3GB. Đây là một thiết bị có thể nói là tốt trong tầm giá này để mọi người có thể lựa chọn, và mình sẽ so sánh nó với một vài smartphone khác đang có mặt trên thị trường. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.